Trời đất ơi, tội nghiệp con nhỏ. Bây giờ chú cũng không biết nói hỏi con cái gì nữa. Thật ra cuộc đời của con quá bi kịch rồi. Thế cho con Giang hỏi là khi mà mình khó khăn như vậy, lúc mà con đi học á, con nghĩ đến điều gì, tại sao con lại học giỏi như vậy khi mà vừa phải đi học vừa phải đi làm? Thưa cô là con nghĩ sau này con không có tiền đi học, con phải lấy học. Gạch lớp choa hoa sen hồng, hơn ảnh đồng hành cùng mấy ấm gia đình Việt. Chào đón con và đến với chương trình. Trời ơi, cho chú ôm con gái nào. Con gái, chúng ta vừa đến với một cái hình ảnh gia đình vô cùng bi kịch quý vị. Trong nhà bé Gia Linh phải sống với ba người bị bệnh tâm thần. Cảm ơn cái người hàng xóm tốt bụng. Một người hàng xóm quá tốt bụng luôn. Nếu như không có người hàng xóm đó thì không biết Gia Linh sẽ như thế nào nữa. Mẹ con là bị bệnh từ hồi đó giờ luôn con gái hả? Cậu con cũng bị bệnh như vậy luôn. Rồi dì con bị bệnh như vậy luôn. Dì nặng hơn đó anh. Dì còn nặng, dì còn nặng hơn nữa luôn. Trời đất ơi, tội nghiệp con nhỏ. Bây giờ chú cũng không biết nói hỏi con cái gì nữa. Thật ra cuộc đời của con quá bi kịch rồi. Các bạn nhỏ ở đây đầy đủ cha mẹ, có điều kiện, có đầy đủ mọi thứ luôn. So với các bạn thì gần như con không có cái gì hết. Chỉ có một bi kịch trong cuộc sống thôi. Chị tên gì? Nguyễn Thị Thủy. Nguyễn Thị Thủy hả? Chị nhiêu tuổi? Không biết, nói mà ba khổ cho hiểu. Chị đi làm cho nhà bên cạnh á, có dư tiền không? Không, đường đạo có ít à. Hả? Có ít à. Giờ trong túi có tiền không? Không có, ông nào ông túi nhà đó. Không có đồng nào hết. Hả? Con ơi, quần áo của con thì ai mua cho con? Dạ, cô hàng xóm. Cô hàng xóm. Rồi ăn uống mỗi ngày như vậy cũng cô hàng xóm. Rồi tiền đi học ai lo? Dạ, cô. Hả? Dạ, cô hàng xóm. Cô hàng xóm. Những cái chuyện lặt vặt thì có rồi. Những cái chuyện lớn, rồi sau này con lớn lên chút xíu nữa, rồi tất cả những vấn đề về phụ nữ ai lo cho con? Quá nhiều câu hỏi. Thôi con qua con gặp chị Hương Giang chút xíu đi, rồi từ từ mình tính tiếp con ha. Ok, hôm nay có mọi người đây với con rồi ha. Ngoài cô hàng xóm ra con thấy không, tức là trong những cái lúc mà mình tưởng chừng như là tất cả chỉ là bi kịch á, thì vẫn sẽ có những cái người giúp đỡ con đúng không? Như cô hàng xóm này, ngày hôm nay cô chú lên đây này, cô chú Quyền Linh, rồi còn tất cả các cô chú ở đây nữa. Rồi còn chưa kể là ở trên này mọi người cũng chắc chắn là các cơ quan ban ngành cũng sẽ hỗ trợ cho con nữa rồi. Thế cho cô Giang hỏi là khi mà mình khó khăn như vậy á, lúc mà con đi học á, con nghĩ đến điều gì, tại sao con lại học giỏi như vậy khi mà vừa phải đi học vừa phải đi làm? Thưa cô là con nghĩ sau này con không có tiền đi học, con phải ráng học. Con phải ráng học nha. Và con phải ráng là sao biết không? Con phải biết cách để mà tự biết cách bảo vệ bản thân mình nữa nha. Đấy là một trong những điều rất là quan trọng nha con. Cho chú hỏi là con thì lớn lên con muốn làm nghề gì? Thưa chú là lớn lên nếu có cơ hội con sẽ làm điều dưỡng để nuôi cộng đồng và gia đình. Điều dưỡng à? Điều dưỡng. Làm điều dưỡng hả? Để chăm sóc luôn. Em chỉ thấy là bé năm nay là lớp 7 đúng không? Đang học lớp 7 và hoàn cảnh thì rất là éo le, hiểm ngoài, nghèo như vậy. Gia đình một người có vấn đề nó đã rất là vất vả rồi. Gia đình đây gồm 3 người và không ai có đủ cái khả năng để có thể là gánh vác gia đình, thì cái trách nhiệm về cái sự vất vả của bé thì càng lớn lên thì chắc chắn nó sẽ gặp càng nhiều vấn đề và gặp càng nhiều thứ. Mà cô hàng xóm thì cô là một người rất là tốt, nhưng mà chắc chắn cô hàng xóm không thể làm mà lo được cho bé một cách trọn vẹn đến quá trình sau này. Nên là nhân cái dịp ngày hôm nay có em và Hương Giang ở đây thì em cũng xin được gửi tặng cho gia đình mình 50 triệu để gia đình mình có cái kinh phí cho em bé học hành và sinh hoạt thêm hàng ngày. Cảm ơn Hương Giang với Phú Cường. Con ơi, bây giờ cái số phận mình nó bi kịch quá rồi.
không còn nước mắt để khóc nữa rồi. Con còn nhỏ, con cũng cảm nhận được cái khó khăn đó rồi ha. Nhưng mà không sao, chắc chắn rằng sau khi chương trình Mái Ấm Gia Đình Việt kết thúc thì chương trình sẽ làm mái ấm để che chở cho con. Xung quanh con có rất nhiều người thân của con, như chị Hương Giang, như anh Vũ Cường, như là chú Quyền Linh. Rất nhiều anh chị đã tới nhà con. Con phải kết bạn với nhiều người để mọi người sẽ cùng chia sẻ, theo dõi con. Và con có thể lúc nào buồn, con có thể nói chuyện với tất cả mọi người. Con nhớ giữ liên lạc, các bạn nhớ giữ liên lạc nha, với bạn Linh này, để chúng ta sẽ hỗ trợ bạn Linh cho đến khi nào bạn Linh tròn 18 tuổi. Cho con hỏi là bé đã có điện thoại chưa con? Dạ chú. Con có số điện thoại chưa? Dạ chú. Thế cô Giang sẽ mua tặng cho con một cái điện thoại nha. Đó. Con phải nhớ nè. Con phải nhớ nè. Con phải lưu lại tất cả các cái số của các cái sở ban ngành, các số điện thoại khẩn cấp. Phải lưu lại số của các thầy cô giáo, đặc biệt là cô hàng xóm. Có bất kỳ kiểu điều gì đó nó xảy tới, con phải không được ngại, con hiểu không? Con phải gọi điện, con phải thông báo, con phải sử dụng cái chiếc điện thoại đấy. Đấy là một trong những điều rất là quan trọng. Rồi, cô Hương Giang nói đúng đó. Tất cả mọi người đang ủng hộ con. Thật ra giờ mẹ con với cậu con gì con cũng không biết gì để nói đâu. Quan trọng là con là một ngôi sao sáng, một điểm sáng nhất trong gia đình, một điểm tựa của cả gia đình. Con phải được phát triển, phải được nuôi hy vọng, phải có nhiều khát vọng nữa con gái nha. Rồi sau này con sẽ lớn lên, con trở thành một điều dưỡng. Biết đâu lúc đó chú già rồi con chăm sóc chú thì sao? Được không? Rồi, thưa quý vị, đó là ba câu chuyện mà chúng tôi vừa kể cho quý vị nghe. Mỗi câu chuyện đều có cái khó của nó, nhưng khó không có nghĩa là chúng ta không giải quyết được. Tất cả phải giải quyết được sau chương trình Mái Ấm Gia Đình Việt. Gạch lát choa hoa sen hồng, hân hạnh đồng hành cùng Mái Ấm Gia Đình Việt.